và với một cái tác phẩm đầu tay đầu tiên mình sáng tác về Phật giáo, thì Thu Nguyễn cũng muốn giao nó cho một cái ca sĩ nào đó chuyên thực hiện về Phật giáo, về nhạc Phật giáo. Thì Thu Nguyễn lên Facebook thấy được cô ca sĩ Kim Minh, một cô ca sĩ là được nhiều người biết đến qua những nhạc phẩm Phật giáo trước đây, giống như bài Chú Đại Bi mà cô ấy đã thực hiện rồi, là Thu Nguyễn rất thích cái bài hát đó, bài hát Chú Đại Bi của Kim Linh. Sau khi hòa với Kim Linh thì cô ấy đã chịu thu âm bài hát này. Kim Linh thì là một ca sĩ có giọng hát rất là dễ thương, truyền cảm, hát dân ca cũng rất là hay, và mình khi giao cô ấy bài hát này là mình cũng rất là thích, mà không ngờ nó cũng thành công. Thành công đến mức độ mà cả nhóm họp lại và đồng ý quay MV bài hát này. Và cái cuối cùng mà Thu Nguyễn muốn nói đó là xin khán giả gần xa ủng hộ một nhạc phẩm nói về Phật giáo và quan hỷ đón nhận nó, giống như ủng hộ nó và ủng hộ toàn ekip làm trong cái MV này. Đó là bài hát Cõi Tạm Thôi Mà. Mời quý vị cùng thưởng thức. Cho nơi cõi tạm mình nương nhờ đây, được mất lời danh là phù du thôi, cớ sao tranh giành. Bàn tay nắm chặt có giữ được gì đâu mà người chưa buồn. Từ bi cho ta qua kiếp nhân sinh, thoát cơn đau sầu. Được sinh trong kiếp này duyên phước là làm con của mẹ cha. Khi con ngã thì mẹ lo, còn đời cha gánh cho con bao phiền muộn. Từ tâm ta hiểu được công mẹ cha, đừng làm đau thêm những khổ đau. Đời ai cũng hay chốn u mê, xin chớ làm buồn lòng mẹ cha. Từ thuở được sinh ra là ta đã đeo mang nghiệp đời, làm sao thoát được câu trầm luân. Vì đời u mê không lối thoát, mẹ ơi cha ơi cho con kiếp này con nợ một đời con. Và khi con hiểu được, con xin theo Đức Phật về nơi bình yên. Chuông mõ chùa xa cho đời con thấy an nhiên là thường. Quỳ bên Đức Phật con cầu xin một đời tu tâm không nghĩ suy. Cầu ơn trên soi sáng cho con qua nếu về thôi dương bận trần ai. Cõi tạm mình nương nhờ đây, được mất lời danh là phù du thôi, cớ sao tranh giành. Bàn tay nắm chặt có giữ được gì đâu mà người chưa buồn. Từ bi cho ta qua kiếp nhân sinh, thoát cơn đau sầu. Được sinh trong kiếp này duyên phước là
tâm ta hiểu được công mẹ cha, đừng làm đau thêm những khổ đau. Đời ai cũng thế, chốn u mê sân chớ làm buồn lòng mẹ cha. Từ thuở được sinh ra là ta đã đeo mang nghiệp đời, làm sao thoát được câu trầm luân? Vì đời u mê không lối thoát, mẹ ơi cha ơi, cho con kiếp này con nợ một đời con. Và khi con hiểu được, con xin theo Đức Phật về nơi bình yên. Chùa mỏ chùa xa cho đời con thấy an nhiên lạ thường. Bên Đức Phật con cầu xin một đời tu tâm không nghĩ suy, cầu ơn trên soi sáng cho con qua nếu về thôi dương bận trần ai. Đời ta mong manh lắm, thân ta như cát bụi nương cõi tạm mà thôi. Đầu tiên, Kim Linh xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương gần xa đã ủng hộ những ca khúc nhạc Phật giáo của Kim Linh trong suốt thời gian qua. Kim Linh xin cảm ơn rất nhiều. Kim Linh cũng xin cảm ơn ekip Đông Quốc Hùng đã rất là nhiệt tình, đã cho những hình ảnh rất là đẹp. Kim Linh cũng xin cảm ơn phòng thu của anh Thành Nguyên đã thu và mix ca khúc này. Và Kim Linh cũng không quên cảm ơn anh nhạc sĩ Thu Nguyễn đã tin tưởng Kim Linh và đã gửi tặng Kim Linh ca khúc nhạc Phật giáo rất hay và rất ý nghĩa. Và Kim Linh rất là thích ca khúc này, và mỗi lần mà hát á, thì Kim Linh cảm thấy rất là quý, rất là thích, là bởi vì ca khúc này rất ý nghĩa và có giai điệu rất là đặc biệt, nó hơi lạ hơn những ca khúc khác. Và Kim Linh cũng rất mong quý vị khán giả gần xa sẽ hoan hỷ và sẽ ủng hộ và đón nhận ca khúc nhạc Phật giáo này, cũng như là ủng hộ cho Kim Linh. Kim Linh xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.